mình thương ai đó, đó là cái khổ. Bây giờ muốn đánh khổ thì phải tìm cách là quên người ta. Thương là cái khổ, mình nhớ là cái khổ. Mà thất vọng khi không thương người ta là cái khổ. Thất vọng nó còn cái khổ. Rồi tìm cách có nó là cái khổ. Có rồi mình chán cũng là cái khổ. Như vậy thì tất cả mọi nghiệp ngữ của đời này nó đều là khổ. Mà nếu cái gì cũng là khổ thì những gì mình thích nó đều là thích khổ. Mà muốn thoát khổ thì đừng có tiếp tục thích trong khổ. Đừng có tiếp tục trong khổ có nghĩa là đừng có tiếp tục chìm sâu ở trong sáu trần. Thế là mình đã đều thích nhìn cái này, thích nghe cái kia, thích ngửi cái nọ. Bây giờ mình tu tập thức sư sắp thích gì làm gì biết cái đấy, không để cho cái tâm mình nó chạy theo cái khác, là không để cho tâm mình nó bất hạnh cứ nghe cứ nghe. Tôi biết cái chuyện đó không để mình nghe, tôi mà làm được đâu. Nhưng mà sau buổi dạy phải có cái giáo bài là mọi thứ đó đều là khổ. Vì vậy những thứ mà mình thích cũng đều là trong cái khổ. Muốn thoát khổ thì đừng thích cái khổ. Đó là một cái sự thật mà còn gọi là tư lệ. Chính vì không hiểu một cái này, chính vì không hiểu mọi thứ đó là khổ, cho nên người ta thích cái này cái kia, rồi người ta tạo các nghiệp thiện ác, và từ cái chỗ mà có tạo nghiệp thiện ác, người ta mới đi đầu thai khỏi những chỗ nào. Mà các vị cũng biết rồi, trong một ngày như vậy nó có chỉ là mát thôi. Cho nên nếu mà mình thích tâm ác thì có nghĩa là cái khả năng mình chết là đi xuống nhiều hay đi lên nhiều dễ nhiều rất là khoan. Tôi nói là nếu nó có ba dạng, dạng lòng, dạng tạng và dạng khí. Nếu ở dạng lòng nó luôn luôn nó có tương ứng thì tự độ thẳng nó chịu xuống. Nếu ở thể khí nhẹ hơi thì luôn luôn bốc lên. Thì nếu mình tu tập bằng chánh niệm mình biết về tâm mình nhẹ nhõm giá là không còn còn siêu nhiều bóc. Còn cái thứ là tham nhiều sân nhiều siêu nhiều trong cái tâm nó xuống nước nước mà cái lòng giá cầu là cái cầu mở nào nó biết cái bóc trùng xuống nhớ gì đó các bạn. Cái chuyện thứ hai đó là hãy nhớ rằng trong mỗi phút dầu muốn dầu không cho mình nói chuyện chặt trong mỗi phút chứ qua mỗi giờ mỗi phút dầu muốn dầu không thì chúng ta đang âm thầm tinh tâm lặng lẽ gieo trồng rất là nhiều cái hạt giống mà mình không ngờ. Hạt giống gì? Có trong lúc quý vị ngồi thì chờ gặp tôi đó, các vị có lúc phát diệu ở đó thật sạch, có lúc các vị cảm thấy vui là thật sạch, còn mà tâm thiện thì hơi hiếm. Mà các vị biết cứ mỗi cái tâm thiện hay là tâm bất thiện mà nó xuất hiện thì nó để lại cái di chứng mà người không học giáo lý thì không biết. Đó là mỗi lần có tâm thiện, tâm bất thiện thì cũng là lúc mà chúng ta chứng đáo lặng lẽ ta hỏi là cái tâm bất thai của chúng ta. Wow! Biết chưa? Thế là mỗi phút mình không biết có bao nhiêu cái tâm mà nó không có thiện ác, mà cứ mỗi thiện ác thì nó tạo ra cái tâm đầu thai của chúng ta để chúng ta đi lên hình xuống. Được chưa? Xin lỗi chị, cái vị cha chị bà con bắt chẹt thì mỗi một cái tâm thiện hay là mỗi cái tâm bất thiện nó có giá trị tương đương với một cái vị cha. Ví dụ chị vị cha đi nghỉ, nếu quý vị có tiền mua vé, các vị có bác co, các vị có visa nhập cảnh thì tôi cũng có ba thứ đó: visa, bác co và vé ông bà. Quý vị cũng có ba thứ đó, mỗi người đều có ba thứ đó. Xin hỏi khi tới Mỹ rồi cái đời sống ta người khác đó là sao? Mình có ba thứ với nhau không? Hả? Nói đi, nói đi.
trình độ của anh, khả năng ngoại ngữ, tay nghề, khả năng kiếm tiền, tình trạng sức khỏe, tình trạng gia đình, gia đạo, thì kêu không biết nhé. Những cái đó là không giống được. Thí dụ như ông họ thì có hai cái bằng bác sĩ kho thì nhưng mà bị sơ gan thì cúi. Còn các bạn thì không có tiền mà làm quan hộ cho nên có bác sĩ đứa về. Hiểu không? Cho nên mà các bạn đứng nhau đó là mình có bác kho, có visa, và mình có bác vé. Nhưng mà khi mình đã lọt vô lên cái đất nước đó rồi thì các bạn còn lại cái tiền của một vô số thứ khác. Thì hiểu chưa? Ở đây cũng vậy. Mỗi một giây chúng ta có vô số đồng tiền và đồng tiền thì mỗi đồng tiền và đồng tiền nó ăn hàm nó tạo tạo ra những sao nó tăng đầu thai, nó chính là ba cái thứ mà nãy tôi nói. Còn cái chuyện mà đầu thai vô nhất đó là con chó và con người thì cái đời sống khác nhau. Con chó ở Việt Nam thì tôi biết mà lúc nó sống này còn tức mà nó chết thường là kết thúc rồi, phải không? Chắc là thường kết thúc con nào cũng chảo trong vòng nữa. Trong khi đó có việc một con chó ở xứ Âu Mỹ này dễ sợ lắm, dễ sợ lắm. Tôi nhớ có một bà chủ Việt, người Việt nước Hoa ở Houston có chủ là Hoàng. Nó có một con chó từng đến 1.000 cây nó mang đụng nó chết. Thì nó mới bỏ ra 1.000 đô la để cắt một cái viên mộ và để lại memory ở lắp gì kia ra là đó, tức là đời nhớ là cái gì, chỉ đi cái lớp kia thì nó không có một ngàn đô la, thì tôi kể thế này là bỏ nó cho rồi trồng hoa bỏ luôn, mà nó kia với mình á, là nó ban đêm nó chạy nó ra nó lấy về bỏ bỏ đem về nó làm mấy món đó, cho nên chỉ đi thì làm cho quý vị đừng có nói với tôi là quý vị mình ngày cả với nhau chắc là quý vị xuống chắc là bị hồn nhân tạo phật mặc dù tôi bị bạc hiểu là bởi vì là 12 quý nữ đó rồi đàn ông cũng vậy, không cứ là đàn ông thì phải là sức đàn ông thì sức khỏe và trình độ học vấn rồi những cái mang đầy đủ đời sống cũng giống nhau nha. Cho nên cứ nhớ là mỗi phút trôi qua thì tôi đang kính đáo bạn bè dân tộc vô số hạt giống thì có bất kỳ để đi về nơi chốn mà ở trên sao chưa hết cái này mới ghê, cái này mới ghê. Tôi lúc hỏi đến mặt tôi ăn thì là sức làm cả cái đại sứ đó cả đại sứ đó ra ở xứ nông nhớ Việt Nam tôi hỏi nó hỏi Ông đời. Nhưng mà tôi nói cái này chị nghe hết hồn. Các vị có biết rằng miệng các vị nói là tôi lớn. Nhưng mà các vị có biết rằng mỗi phút trôi qua các vị đang âm thầm gieo cái duyên để mang về để nó cứ làm cái đó không biết. Đó là cái con trọng hôm qua suýt một chút xíu nữa là dạng này là kia rồi, bây giờ trời thì nóng mà bây giờ nó thấy bà con quá nó là thành nó thôi đi làm một vật cái này mà mũi tên là nó đem thì thẻ nóng nói cái việc nghe nó hiểu cái việc của họ như thế đó như đó tại vì mình được tiếp xúc với báo chí sách vở thì sao thì là cái lượng từ vựng của mình nó khác. Còn người nông thôn nghèo lắm, một
điểm nha. Thứ nhất là điều kiện giáo dục, có nghĩa là có cả khoảng cách an toàn. Thứ hai là điều kiện y tế, có nghĩa là không có e sợ để lây lan khi người đi bác sĩ và người tiền nha. Thứ ba là cái điều kiện về thông tin, có nghĩa là trên thế giới có báo đài thì không bị mình là mình đều có quyền tiếp xúc, mình không bị chặn những tiếng bắt đầu tiên. Và có việc viết tại Việt Nam thì cũng không sâu vùng xa, cũng có cuốn sách cũng có báo cũng dễ biết vậy đó, biết rồi đó. Cho nên thứ nhất là điều kiện giáo dục, có nghĩa là có khả năng có đủ tiền đủ sức khỏe có khả năng. Thứ hai là điều kiện y tế, không có sợ ở nhà thì bị bác sĩ và bệnh viện cần đi. Thứ ba là cái điều kiện truyền thông, có nghĩa là sách đã có chí lo không có mình thích là mình thích là mình đi ra mà đường sách ở nhà thứ ba nghiên kịp mới nghiên kịp không cũng quan tâm chỉ biết cái đường sách là cái đường sách mặt mới vậy. Dạ gần sách đó thì bà lúc đó nó thấy đẹp lắm, một đoạn đường ngang mà trong này một bên chạy nhà cảnh sát, còn mà chỉ giữa cái cảnh sát có đi bộ, một bên là nhà hàng quán cà phê, một lịch sử mà tay nó còn đang đi đó. Đó là tôi nghĩ là một trong chỗ hiếm hoi mà người Việt Nam cũng không bao nhiêu người có cơ hội được gặp. Và tôi gặp nó rất là nhiều sách hay, sách đẹp, sách quý và tôi còn những chạy lòng tôi tiếp tôi nhìn vào cái chỗ chạy ngang thì tôi biết là một cái người nông thôn mà làm sao mà có tiền hậu như là thuê một như store đó chưa hết nguyên cái giải pháp hôm nay những cái cuốn mà thấy là đọc được là không có cuốn nào mà mình nghĩ bằng cách nên chẳng làm cái hàng đó là nó chết rồi. Năm nay thì chúng ta trên 95 triệu thì có bao nhiêu phần trăm có khả năng mắc chứng của cuốn này, đừng nói chi là chuyên bệnh của cuốn đồ hiệu ví dụ như là oxy gấp ba ra rồi xa chi quý chi ta 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 đừng học chỉ đi mà đọc sách. Cho nên điều kiện giáo dục, điều kiện y tế, điều kiện thông tin và cái thông tin là điều kiện đi lại. Đi lại là sao? Mình đọc báo mình thấy người ta nói hòn đảo nào nó đẹp, hay quốc gia nào nó đẹp, mình bè mua vé và lại cái là đặt không lại. Mà xin nói quý vị trong giới thì không như quốc gia mà người dân cứ làm như thế. Bạn hiểu chưa? Thí dụ như Việt Nam, tôi ở Mỹ, cái đường tôi quen là bò tạm dịch thôi, rửa chén nhà hàng, làm nail. Mà tôi nói chuyện làm nail mà nuôi đủ thực phẩm đó, một dân làm nail luôn già cả món thì là mà trong nhà nó có 3 chiếc xe đứt đó ở đâu nó ra dễ dẹp mua tại gốc. Tại vì những gì thiết một bộ con chỉ về là 2 triệu đồng ở xóm Mỹ Đen đấy, khu Mỹ Đen 2 triệu đồng ở khu Mỹ Trang là 2-3 triệu đồng thì cứ một ngày là làm 10 người mới được tiền. Như vậy thì mỗi tháng ông khám sọc làm biết ra rồi chỉ đau rồi thì làm thì có nghĩa là trả góp chỉ có 500 đồng lọc thi nguyên cả một ngày không bốn lượng có thể có tiền mẹ thì rất thấp có thể đi lên được 2-4 lượng không tốt. Và những người quen hầu hết đầu tiên là họ la đó mà hỏi ra Ấn Độ thì ba là Việt Nam mà công ty về và trong nước đó điều đó không có là công ty thì bị mà giàu. Tôi muốn nói cái cơ chế kinh tế nó cho phép người ta được ước mơ để cả những cái nghề mà nó ra xấu hổ như nghề làm tay vô nghề sửa ống nước sửa điện nghề tạp dịch nghề cắt cửa sổ ngay cái nghề đó những nghề công nhân nó đủ cho người ta không có tiền hy vọng chỉ là chuyện kia nha. Và đối với những nghề nghèo nghề thì chị mình đi Canada đi Mexico rồi Việt Nam đó là cái chuyện mình tin may trong khi biết cái nhiều chuyện muốn biết biết không dễ biết tự nhiên cho nên tôi biết đây có nhiều người thì nghĩ là tôi đang bạn bè nghĩ đang nghe giảng cái này nghĩ ra về cả theo thống kê của các chuyên nghiệp mà như sẽ đưa ra một cái đời sống mà tương đối hoàn chỉnh một là điều kiện giáo dục y tế truyền thông và liên lạc mà trong khi đó họ phải biết thì cộng trời có lẽ chỉ có 20% dân số có được 4 cái này.
đâu có quá cái gì. Nhưng mà có điều khác thì quan sát quan sát 20% có đủ bốn cái này, một có đủ tài để mà bắt đầu, hai để đi y tế là cần thì đi nha sĩ, cần thì đi bác sĩ, cần thì đi bệnh viện không lo. Thứ ba là điều trị truyền thông sách báo càng thì lo không có chuyện hay hay ngại. Thứ tư là điều trị đi làm sách chỉ. Ví dụ như mình nghe nói cháu mới vừa ra khỏi ba mẹ bớt còn có người mình muốn đi với em ra đăng ký cái hãng em có lo là mình đi để cho biết nó có hàng các bạn rất rõ toàn cái chung cư muốn đi rất hiệu quả mấy thằng bạn nào cũng mong cho chị. Nhưng mà có nhiều bước chân để thực hiện thì không phải chuyện dễ. Ở bên đi đi làm theo một cái mấy bạn theo của công ty Rooms, thì Rooms tức là đi du thuyền du thuyền nó to nó cứ mấy ngàn người đó đi mấy tháng trời du thuyền nên nó có nhảy đầm có đánh bài có mua sắm có bơi lội có spa có massage mà cái đó là mấy ngàn bạn đi cả tháng trời về. Tôi nói được tôi nói rằng 80% dân số trên thế giới không có được vốn điều kiện này. Mà vì sao vậy? Vì nó theo anh là vì trong từng phút chúng ta đã quên gieo những cái hạt giống mà để lọt vào con số 20%. Và tôi lại nói mong là công an bên ở Mỹ họ có làm có thống kê 80% tài sản Việt Nam nằm trong tay 5% dân số. Tức là trong cái gia đình này nó có 100 người và 100 đồng thì trong đó nó 80 đồng nó là trong ba của năm cô này, còn mấy người còn lại thì chia nhau 20 đồng. Mình biết mai là mình biết đạo, mình biết sợ nhân quả,
nào anh nhìn người khác, anh nghĩ về người khác bằng một sự cảm thông thiên để yêu thương trân trọng, chỉ khi đó là anh đang yêu những cái hình ảnh đẹp. Còn không thì khi nào nghĩ về người khác mà nhất là anh nhìn thấy mất lời biết thì đó là anh đang yêu những cái thiện để sau này anh khó nhìn. Tôi nói một câu chuyện là ngày ngày ra có nhiều thứ họ nghĩ cái phật ngày vĩ đại của mình là gì, ngày cho cái khó cho, ngày làm cái khó làm, ngày nhìn cái khó nhìn, cho nên ngày có được cái khó được của mình, cho cái khó xài, nói cái khó nghe là người khó thương. Nghe không? Vậy mà ngày ngày có ai đi khó mà mình cũng qua đi khó, cái khó của ngày thì ok, nó mình là người vô hùng, có gì giúp người vô hùng. Cho nên các bạn về bài nói học chiều nay, các bạn già luôn không biết, nhưng mà tôi đi nặng, vì tôi do nhớ đó là bạn chỉ có tu thứ niệm xứ ta mới có thể trồng trọt trong niệm Phật. Và dầu uống dầu không thì cái tiếng dầu thì không thể biến thành cỏ, dầu uống dầu không từ ngã giống và từ chiêu sắc và ép ngã phải đó mà hạt gì tôi không biết, hạt gì tôi chỉ có cha chánh niệm là để phát thiếu năng lượng. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng là thế giới này đào kẻ nhiều con lo lắng, bảy tỷ người đến thành phố này cũng là một số lớn người. Tôi nói là cái nghĩa của ngạn nhiên, người ta thử làm thống kê số lượng các loài chỉ riêng loài kiến thôi, trên thế giới này nó đã nhiều hơn các loài bao nhiêu lần chỉ riêng loài kiến, tương đương với cơm máu và những loài vi sinh khác. Nói như vậy có nghĩa là cái nghĩa người không phải là nhiều. Thứ hai, 7 tỷ người đó có bao nhiêu phần trăm mà có được 4 cái điều gì ở chỗ này? Rồi thứ ba, cái này là khoa học, trong mỗi ngày trừ ra 8 tiếng đồng hồ mà ngủ thì 16 tiếng đồng hồ còn lại chúng ta có bao nhiêu giây phút xuất hiện, nghĩ chuyện, nói chuyện và làm chuyện. Cái này là tự nhiên anh thường xuyên sống với tâm trạng nào thì mai mẹ sẽ tìm về sống chung với cái họ tương đương. Tương đương hôm nay chúng ta cũng tiểu thư đại đạt một công tử yếu gia sang trọng ăn nói nhỏ nhẹ lịch sự lễ phép, đâu có ai ngờ rằng trong mỗi người chúng ta luôn luôn tiềm ẩn khả năng ăn sống đó không phải của mình. Trước mặt tôi là những công tử, những thiếu gia, những cô tiểu thư nhà giàu, ăn học và giàu có, lịch sự lễ phép. Nhưng mà trong mỗi người thấy xịn thấy đẹp về cái lễ phép, nhưng mà quý vị đó là mỗi trong mỗi người đều vẫn tiếp tục tinh táo lưu giữ cái khả năng ăn sống. Có nghĩa là khi mình không bất thiện cái đầu tiên là không còn làm theo hiểu chưa, là cái ghê cái chỗ đó mà đi có một cái phát hiện ngay nó không sao như vậy chứ theo như tôi là chỉ thấy một chậu có tập đi ngồi gì mà khác nhưng mà cái việc là không như vậy thì không biết tối nay tôi đặt ở một cái tôi sắp đi tôi đi luôn con mèo rồi tôi biết là một năm sau rồi sẽ đi qua bên đó là tôi được không. Dầu có bị nhớ thì có là không thì cái này là sư có nè một năm trước thì giảng cái nhà thường sư lý của định nè cũng đâu cần cái hiểu kinh cũng như giữ mò giải thoát thì mò nó còn bao nhiêu lắm trong cái đó như vậy kinh nó đó cái là cái số mà đi lên cho nên như là sền bò nó xuống lên nhưng mà nó cái đó mà mình phải sinh ra đi mình phải đó là kinh thế trong kinh nói một con rùa mù trăm năm trầu đầu một lần do một sự ngẫu nhiên nào đó mà học đầu mở cái lỗ bé thôi thì này các thầy theo ta nói rằng cái sự ngẫu nhiên đó còn dễ hơn cơ hội là người nghĩ tới này chắc ngày hôm mình nhưng mà tới hồi đó là sao chung bởi vì một ngày như vậy 24 giờ đồng hồ mình sống mà luôn như con người không có gì sống biết
trong này bạn đúng không? Mà quý vị nhìn con mình bây giờ nó lại nha. Đúng kia. Dạ. Dạ. Thì những cái cô còn cửa là người đẹp nhất chỗ đó. Nhưng mà về cái giờ tôi mới có là khổ sổ nó miếng gì. Ở cái tôi thấy cái cô, nghe tôi biết là cái cô không có gặp tận mắt thì biết bao nhiêu mặt và các bạn đang già thì có nhiều cái người bạn những cặp bạn khác thân nhau coi nhau hơn vậy rồi cái thử mà nó có hai đứa còn chưa thành thằng nó mới biết nó còn có chuyện nào trời chỉ cần mình biết con gái em mình mà nó thương chồng mình là mình thấy sốc rồi con cha cùng mẹ mà chỉ cần có thể tối nay con chồng tao vô phòng quá sao thấy hai đứa tin tưởng nó chỉ hơi lâu và cho nên cái khả năng phát triển mà nó lớn kinh khủng mà trong cái lĩnh vực dạy này tiếp theo chớ có vội vàng đánh giá một ai khi mình người ở chưa bị thách này các vị theo ngày xưa ở tại thành phố này có một kiều nữ nổi tiếng là Hiền Phục nhưng mà không ai ngờ rằng khi bị thử thách thì cái người kiều nữ hiện diện Hiền Phục đó giờ năm giờ phút không thua gì cho nên ta nói rằng đừng có vội vã đánh giá một người muốn chính xác một người thì hãy đưa họ vào cảnh để họ nổi giận để họ bàn tỏ sự thương thích lúc người ta vui nhất lúc người ta giận nhất lúc người ta buồn nhất lúc người ta sợ nhất lúc người ta khó khăn thường đó là lâu rồi nó lâu rồi thương thích cho nên nhớ rằng trong mỗi việc như vậy chúng ta đang âm thầm gieo trồng những hạt giống những chủng tử và nói về chúng ta đủ chúng ta ok để nó rõ cho mình các vị có ngờ rằng một cái mắt của các vị một nụ cười của các vị một cái lạc đầu của các vị cái trề môi của các vị nó là những người đang gieo đồng những chúng tự tự chứ mà cho nó nhẹ thế chứ như Việt Nam mà quý vị được báo quý vị có nghe từ nhìn điệu mà quý thấy chưa mình tưởng mình nhìn hết cái có gì đâu không chỉ vì một cái nhìn nó quay nó chém gì đó gọi là câu nó móc một câu nó móc lúc đó là cái điện mà nổ ba nói nó đi nó nhớ một câu nó cũng không kỳ nó quay lại rồi chưa hết đó là nó lại sang nó lại tham có bao nhiêu kiểu nhìn mà tại sao không nhìn một kiểu nhìn đó đó là chúng về nó mất ngủ nghe hiểu cho nên mình lại coi thường là ô sao gì cái nhìn xa một cái nhìn thì nó chết người và một cái nhìn như vậy mỗi động tác lớn nhỏ chúng ta đều những bạn đang gieo trồng thứ gì đó mà thường là bất thiện. Cái bài giảng này tôi muốn nói là một cái lời cảnh báo về quý vị nhìn lại đời sống của mình xem coi mình có phải là những người nông dân trồng trọt trong thời điểm sau hay không. Cái bọn của mình có những cái sao bọn này dạy này thì cái tâm tham cái tâm tham ái cái sự ưa thích tâm sát trần sắc không khí xuất nó chính là giống và cái cuộc luân hồi này thì chính là cánh đồng mà trên đó các tôi gieo trồng đủ thứ nói chung chúng ta gieo trồng cái tưởng tử xa bò chúng ta gieo trồng cái tưởng tử nhân loại chúng ta gieo trồng cái tưởng tử dục thiên và gieo trồng cái tưởng tử chiên thiên rất hiếm hoi trong số đó có người biết gieo trồng tưởng tử giải thoát nha. Và chưa hết, người chưa biết đạo thì chỉ làm cái gì mình thích. Người biết đạo rồi thì trong những cái mình thích mình lựa cái nào là ác thì mình né và cái nào thiện thì mình theo. Chưa còn cái nào. Cái người mới biết văn đó tu được văn nó thấy mình hay. Biết thêm một chút nữa thấy rằng làm thiện chỉ là uống thuốc thôi. Uống thuốc chữa bệnh thôi nha. Chưa hết. Có người làm thiện mà lòng còn cầu không ít mong được hưởng cái này cái kia trong ba cõi thiên thiên có người thì làm công đức để mong không còn cái tội sống tử vì họ thấy rằng dầu sanh vào làm vua là làm hàng ngày làm hoàng hậu là làm mỹ nữ thì cái kết cục nó vẫn giống nhau đó là già chết hôm nay chúng chị mới vừa đọc cái chuyện kể của hậu thì vậy có biết một viên đại gia xuất ra nhiều có mời chào và cuối cùng có tử tế của nó vua dỗ hòa trung tâm
Rồi ngày xưa qua cổ dĩ nhiên ông lớn bà
tu. Thì nếu mà sư mới hỏi chứ bây giờ là cậu con nhà ai có xin phép cha mẹ chưa, chứ về đèn đủ cạo đầu là dễ rồi, chiều tới đầu người lấy đầu đã. Thì nhà nó có cha mẹ hết, trốn bất cứ đi mà có cha mẹ, vì có cha mẹ cho phép thì mới bị đậu trên cái gì thôi, chứ tôi đâu có dám cho cùng đi. Thì cái ngày nó la là ngày la cũng lớn, tao cũng bị trước. Thì chúng ta mới hỏi cái là chỗ đi hoàng biết lên cái cậu la thì xin tôn cho tôi con lên là ba là một phước, thế còn cái cổ bụng cổ bể ra cũng muốn làm người khó mà tôi làm nó dễ, cơ hội luôn còn trước mắt cái ngày này cướp đi tôi bị cướp đánh đòn không có thảm mà cái ngày cướp đi cơ hội xuất gia cho tôi. Nếu người biết cũng sư cũng nghe như vậy là họ biết. Ok, bây giờ biết cha là ai nhưng mà trong nhà có biết tôi nào biết đạo biết chút định nó biết xuống cái tôn dưới đứng ra ở dưới quân là nó là ai nó sẽ học đó. Thì chúng ta nhớ là từ ngày nó có dặn cái này tôi có phải anh em chắc chắn điều gì là xuất gia chắc chắn là nó làm cái gì là chỉ có một điều gia đình tôi không có sẵn sàng, tôi là quyền tôi thế phụ cho nên tôi sẽ anh em thấy mà bất cứ đứa nào còn cái đồ đứng đẹp cho nên là ngày có bốn anh em trai và ba anh em gái cứ lọt vô chùa là cứ là vô ba sẽ cầm lên nó mất. Gia đình ngày có bảy vị anh em không sót một người. Ngày là đệ nhất trí tuệ, là đệ nhất nhân văn, rồi em ngày là lúc quá sinh nát văn ta là ta mà là đệ nhất là pháp sư, rồi ngày các ta đơn ta là đệ cảnh văn là ta ba tháng không vô cũng không đừng đừng keo một gai cái gai nào đây đấy mà cái gai này là nó cả đời nó ra thì rồi cô cha cũng quan cha su quan cha ba biển thì thắp nha cho nên phải nói rằng là mỗi người dân chúng ta trong những phút chúng ta đang căng thẳng vô rồi chắc là những cái hạt chất mà đối với chúng ta mộ có xa đó đó. Không biết là sao những lúc mình không có định tâm, những lúc mình có tâm từ những cái việc xả đó là cái còn khi còn khi nào có ban chân suy thì là cái xả an vang thì là sanh, còn khi nào có trí tuệ về tâm sanh gì vô thường đó là cái chủ thường hàng giống trái cỏ cái gì ví dụ như lâu lâu mình nhìn thấy một cái lá nó rơi cái một giọt nước khô cũng hơi thấy một cái vật cũ nó đang mang nó cứ chậm vào cái suy nghĩ thời học ấy có một bạn buổi trưa mọi khi có đi ra chú đi ra một bữa cái một ngày nói với mẹ tôi ra ra tôi nay đi ra sẽ đi một mình và tôi ra đi là trẻ cái là mỗi khi ra đá chạy đi hôm nay ngày cho ta đi ra là 10 giờ mới đi để đi 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 hẳn vô cuộc sống nghèo hai được chồng già mình cái nồi cơm được cũng ăn họ gặp ngày tới cái hai bà con có quen rất là tốt tức là ngày nào nấu nồi cơm không có múc cho mấy thầy chùa hộ lãng mạn trên sân trường đủ hai cái nhỏ nhỏ đó ăn có quen bà ăn đó thích lắm thì bữa nay hai bà cho đó là còn có cái hai cái cơm đó cầm luôn như thế này và cứ cầm đứng hết cái bà còn cái hai chế cái chủ tiên nghe hai bà cầm chế là bỏ bát này hai bà cầm chế là để bàn trận trận có nghĩa là nghĩa là không có nhà không có chỗ nhiều mà hai trận trận nghĩa là thầy mà khắp thì dở ra mà thầy không có dở ra thì trận thì hai bà nói với ngài bằng cái tiếng mà thịt đà đó nó là ngày là thích khú mình nghe xin họ nói là ngày thích khú mà tại sao ngày là ngày sinh mà tại sao cho bạn không lấy những cái kem gì thì ngày nó nói này cái chuyện thích khú nó không có nghĩa là sinh đâu không có nghĩa khác nữa đó là cái người nào thấy được cái tấm sanh diệt của cuộc đời thì đó nó mới là thích khú mà như là cái hạng
chỉ đang hỏi là cái tôi nghe anh đã hỏi họ đã được gì sau khi những cái lô đã thấy các bạn nghe và do những điểm gì mà họ lại được cái lô đến thế độ đó điều kiện hơi kinh lạ và tại sao cái lô lại chọn cái câu nói hơi là lạ như thế thì ngày đó là ngày tôi mới biết cho thời cái hai vợ chồng này tình cái chùa nghe đó nghe về có hiểu chỉ nghe mơ hồ là thân tâm này chỉ là danh sách chỉ là nhiều thứ cộng lại do khi mà có rồi thì mất nó nghe hiểu lan man thì thôi nhưng mà đó chính cái lan man đó là cái hạt giống để sau này khi mà hạt giống cái mùa thì như lan lên cho nên cái đời như con gà mẹ mà mổ nhẹ cái thứ tự như cái vỏ nó vớt ra đấy cho nên tôi phải nói một cái câu thánh hiền là tôi đã gieo nhiều cái hạt giống tử từ khi tôi biết đời lên mà tôi giác không đâu và nó có những cái thế như nó đâu có người thì mặc dù biết họ biết nghe họ nhìn họ có tin mà tôi chỉ vì một vài người muốn nghe tôi cũng đáng tôi nói tới điều biết là mình đã gieo họ tự nhiên đó có thể là tôi nói chỉ cần có một người nghĩ đạo thì mai này thế gian sẽ theo một bậc khác mà chỉ cần thế gian có thêm một bậc khác thì chúng ta sẽ bớt vô lượng đau khổ rồi vì sao vì hãy còn một tên như hồi thì cái tên đó hoàn toàn có khả năng trở thành thánh lê của bọn họ hiểu không kinh khủng chưa hôm nay thì cũng chỉ còn nhưng mà các vị không có biết mà quý vị cũng không có hỏi các vị không biết là cái con kiến này như thế hôm nay là con kiến nhưng mà nó mang cho con người nó không biết là bao nhiêu cái hành nghiệp quá khứ thì ngắn hoặc là thời điểm thì nó hết con kiến nó đã lên nó là cũng là vua là tướng nó là ngay cả nó làm người con gái nó là kỹ ở trên đầu thắc kỹ thấy chưa thấy chưa đến rồi nó chỉ cần thật từ khi thấy hậu là bỏ thắt thiên bị chết thật gian tham cũng chết mà mình biết không trong thời gian 1949 cho đến năm 1978 thời gian trị vì mong là đau đớn lúc có hơn 60 triệu dân Trung Quốc bị chết tức từ bị tù đầy tình tật đói khát tình tật hoặc là mà trong sáu hơn đó có 2 triệu là nạn nhân trực tiếp của bà giải thân là bởi vì nàng mỗi quần có nạn đưa những cái lĩnh ngộ đó ví dụ như con đâu đó là trí phúc địa hào tức là trí thức rồi địa chủ ống đi về thì nó không phải cái đạo còn thành thành có cái tinh thần giác của bạn thì nó lại một bộ nhưng mà nàng giải thân thì nó vẫn là bộ là nó thì cha nó sẽ bị giải ngộ sự luôn cứ như vậy cho nên là nàng nhét nào rồi đó tức là nó đau mà nó múc qua thằng nàng nhét cho sạch luôn cho nên tổng cộng trên sau là chuyện người Việt Nam người Trung Quốc đã chết tức tự vì đỏ đầy những tật đối khác và cái sự đã tắt cho nên cứ một lần mà mình trợ duyên giác ngộ cho ai thì cũng như là mình đang xứng đáng gieo duyên giác ngộ cho một số người và chỉ một người thôi mà thành thật con như thế giới thì có những cái nguồn đại quả bây giờ có hiểu không? Tại vì một con kiến hôm nay, một con ruồi hôm nay nó hoàn toàn có thể làm thất le con có sao? Các vị có đọc sử con có một cái xã hội, ổng có những nghĩ đạo, thà giết lầm hơn thà lầm. Ổng muốn một đất nước Campuchia thuần túy là cộng sản. Và chỉ cần có một nghĩ đến sự xót lòng cái đầu mà nó hơi bị hoài nghi đấy thì chủ nghĩa cộng sản đã hết cao chi nó sẽ không có hoài thế và từ thầy chùa đến trí thức tiểu thương thương gia là thành sắc họ có những người giết rất là tàn bạo phụ nữ mang thai là trọc ra con ra mở ra lăn ra để cho cái khác thấy nó tàn rồi con nít mà 2-3 tuổi nó mới chuyện tập uống dừa những cái đó chỉ tàn cái sao lại còn những người còn sống mà cả cái nắm chuyện tập uống dừa bấm rồi còn cái trí thức này thì bỏ vào trong nước căn cái phi vào nước không phải lọ mấy cái uống rượu về nhà nhà mà
bây giờ là họ không hiểu gì cả, chỉ họ con thường thôi. Nhưng mà những cái đó họ lọt cái đầu của họ, nó sẽ chín mùi và họ sẽ thiết là đó. Các vị có đồng ý với tôi không? Con những cái chuyện hôm nay cái việc nghe nó không có nhằm cái gì, mà tự nhiên một ngày mình nhớ lại đó tất cả cái sự thật thiết nghe kìa. Có là một cái cách gieo trồng tự nhiên.
và mỗi hành động đó của chúng ta là gieo vào chủng tử, mỗi miếng rác mà chúng ta diễn xuống và chúng ta đang gieo vào chủng tử, chủng tử tương tiện nó ngăn lên đó. Mình thấy nó diễn ra một mầm bệnh, bạn có tin cái gì, một cái tờ giấy nó mầm bệnh lúc một tờ nó mầm bệnh, nhưng mà bác diễn được và kia diễn cái chai và nó diễn nó bo thì nó cảm là nó là mầm bệnh chứ không có đống rác nào mà tự nhiên cái tờ nó rớt xuống không có, mà nó là sự cộng hưởng, là sự hợp tác chặt chẽ của một đám đông thiếu tinh thần trách nhiệm. Cho nên một đất nước, một xã hội, một cộng đồng, một đoàn thể nó là một cánh rừng, nó là một cánh đồng, một khu vườn, nó là một cái đất mà từng người có tất cả đó phải nắm tay nhau chung sức để gieo trồng bằng cái kiểu đó, nó phải đối với tự tin tiêu cực quật nha. Nhưng mà yên tâm, quý vị có thể nghĩ rằng cả một cái làng ăn xã như vậy thì một mình tôi vệ sinh đâu có nhằn gì mà sao cứ tiếp tục vệ sinh, người ta bị 100 người nhưng mà mình là 101 con liền, mai này chết đi để xong rồi chỗ sạch, chỗ sạch là ta dành cho mấy cái đứa mà ngày xưa nó không quái gì á. Tôi phải nói là tôi không phước được, hôm nay tôi không phải là đại gia nhưng mà phải cặp mắt sáu lần tôi sáu cặp lần được tuyệt vời, tôi thấy cặp mắt tôi thấy là điều cặp bà con cặp cả đời của mình cũng đẹp đỡ cả lỗ tai tôi nghe thì những bà con cũng có nghe lỗ mũi của tôi có thấy người những cái mùa bà con có nhiều người, tôi nói chuyện phải là ca mà cũng khích lệ bà con nhé, tôi đi nhiều mà thấy nhiều khác bà con có bao giờ đứng ở phố viên như nước không đứng ở lên lên tự tay đi có gì bắt học em bà con có bao giờ mà đứng ở một cái đảo của Tây Ban Nha thì bốn bề biển xanh ngắt không có một miếng rác, không có trẻ con đá băng ngoài đường mà cần cái gì hỏi ai cũng nói rất là lệ và đừng lo bị mất túi. Một xứ sở như vậy ở đâu ngày xưa cũng vậy, nói vậy một cái xứ sở mà người ta coi trọng cái nhân cách, coi trọng cái lòng tự trọng hơn là chút gì đó phải bỏ túi. Một cái xứ sở mà trẻ con từ bé đã được mẹ dạy ta tu được nhiều hay nhiều xếp hàng chen bánh và quyền lợi cái gì của mình của công bỏ thứ được thì bỏ không bỏ là vô định rất là nguy hiểm, kiểu dạy con rất là nguy hiểm. Và khi đi vào một cái khu chơi người ta hỏi thấy cái đệ để em dưới sau thì được tiền phép là dặn nhỏ người ta mấy người mới nói là năm rưỡi cái tiền phép không có bao nhiêu hết nhưng mà đã làm hư cái đầu của nó gieo cho một cái cửa đêm mai này nó phải đầu thai ở hôm nay chúng ta ăn cơm nhưng trong từng phút chúng ta gieo cái chủng tử sống. Hôm nay chúng ta sống trong nhà từng phút chúng ta gieo chủng tử sống trong hang. Chúng ta đang sống trên cạn nhưng từng phút chúng ta gieo chủng tử sống dưới nước sống trong sinh ở dưới nước. Chúng ta đang sống trên cõi người nhưng trong từng phút ta gieo chủng tử đang mua bé để sống trong cái cảm giác. Tôi nhìn hồi xưa ở cờ bạc ở gần gần có gì thì là cái ngày ngày tôi qua chùa đi học mà tôi đi nghe cháu mà tôi nhìn cái dòng nước trong vắt mà có cái đầu chùa chỉ đầu chùa đi như cái bánh thần này cái nào tôi thấy rồi về không dám ăn cái nào không bệnh không còn trái là bởi vì quá là mình cắt cái nào được nhớ cái con cái tiếng mông nó giống như cái gọi là hình như nó nhuyễn hơn thì người ta vớt cái về vớt nó có báo là những người nó kiếm tiền là vớt cái về bán cho những người chơi thiên nhiên thứ cái ăn cá cảm rồi mua cái cho ăn cái đó con cá nó mua cái bánh hợp lại người ta cả bằng cái thô nó chức năng không nhẹ vì nó làm con ăn không vui. Thì tôi muốn nói rằng chúng ta đang sang trọng, chúng ta đang sung sướng nhưng mà chúng ta không biết rằng trong mỗi cái chơi chúng ta gieo rồi chúng tự để về phương trời nào về cái chỗ sẽ cực nóng cực lạnh rồi cực kỳ thiếu thốn các điều kiện sự sợi ta không hề ngờ là mình đang từng phút mua gạch mua xi măng để xây lên những cái ngôi nhà cho mình sau này mà ngôi nhà là cái ngôi nhà gì thì tùy thuộc vào cái tâm mình phát triển hay là phát triển nhé rất là quan trọng. Cho nên buổi dạy chiều nay nếu không còn có thể bị một tiểu chủng tử mà thôi nhưng mà nó có một cái tác dụng kể từ bây giờ rút ra là phải bắt đầu cái hơi nhỏ
kia thì chưa từng có. Và còn nhớ là dạy các cơ đó là chùa Điện Biên không? Cái chùa đó có khác biệt là ngày xưa là trụ sở giáo hội từ cách từ năm 1930 mấy. Rồi sau đó là cũng chùa từ Bắc Tông chỉ không giống như Nam Tông mà từ Nam Tông sử dụng là trụ sở giáo hội. Kéo dài đến năm 2005 là chỉ điểm. Vì thầy chủ trì nhà mình phát tại nhiệm là tập để xây được cái mới. Mà không biết vì lý do nào mà cứ xây được nhiều năm như năm trước vậy, là năm 2018 đâu ra mà cái chùa tự lập mà vẫn đã được cái vậy là to. Thì chùa mà cứ đó không biết cái gì mà bước vô nghĩ của cái là cắt công cắt công rồi ba cũng gì hết. Tôi mới bèn nghĩ cái này lại. À, để mình là tôi biết cái này lại là lời sống của chúng ta là chuỗi ngày sinh nhật. Mình biết tới đi gọi các bậc phụ huynh là sanh khà đó, mà cái sanh khà đó nó từ động từ sanh khà mà sanh khà rồi nó được cái thành niên là chung tiêu là sinh nhật. Tại sao chúng ta có từ ngày chúng ta xây dựng phía sau của mình bằng cách là mắt nhìn cái này tay nghe cái kia mũi ngửi cái nọ thân cái này bớt này cái kia tất tất cả những hoạt động lớn những hoạt động quan trọng lớn nó có tâm nó là những quy cảnh để xây dựng phía sau của mình. Cho nên nghe cái đó cái này của mình buồn vô thì nghe này nó không chứng tỏ cái nhà trên khi mà mình đạo cái đó câu kể là lang thang tập thiết du hồ thì không tập mẹ xây ngôi nhà này ôi cái đời đều rất là vừng xuống cửa về ở nhà kia nuôi mè đều khổ kỹ gì cả ta mà bao hoa mai thì sẽ kêu đàn tâm to là như vậy thôi. Nghe nói là lúc ngày ngồi tôi đề một mình nghe thôi thật là lâu nay tôi đi ra ra không biết ai đã xây cái ngôi nhà mà lại ở đây bây giờ tôi thấy rồi đó là thì cái bữa thì đi tôi đâu biết nói cái gì tôi lấy cái chủ đề nhắc nhở tôi thuộc ba cái kiểu xây dựng nó còn đời sống nó chỉ là quá trình xây dựng mà có cả là ba kiểu xây dựng. Xây dựng để dựng lên cái mới, thứ hai xây dựng để nâng cấp cái cũ hướng tới một tầm cao mới kiểu dáng mới giá trị mới, và thứ ba xây dựng để rồi đặt ra biết là phải nghĩ nó đi nhưng không thể không xây. Thì tôi nói cái gì mà tôi nói có hiểu cái thứ ba này không? Thì có nhiều bạn thấy là tôi không có rõ dễ. Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà mắt ở bên hồ mắt ở mặt một đống ấm so tôi biết mỗi ngày về phải rửa nhưng mà vẫn phải như vậy phải là cái việc đẹp sao rồi thì mình ăn mình đi chợ và mua sắm tung tung để mà về nó ăn ăn xong biết đi đâu thấy không rồi từ những từ người đối với bánh tét của
đời sống của mình từ lúc ở trong bụng mẹ cho đến lúc chào đời đến lên đi học, có vợ có chồng có gia tài sự nghiệp, rồi chết đi rồi đầu thai kiếp khác, rồi tiếp tục tu hành, cuối cùng là thấm thì nguyên một quá trình dài dằng dặc và bạn đặt vào chúng ta chỉ có là làm việc thôi, đó là xây dựng cái mới đó. Còn cái mới là thiện bất thiện thì tùy nha, cái đó không chắc. Và thứ hai là xây dựng để nâng cấp cái đã có nhưng mà cái thứ ba quan trọng, cái thứ ba là cái người không có công việc không có làm, có nghĩa là xây dựng để đọc pháp, có nghĩa là sao, làm phước bố thí trì giới, nhưng luôn ý thức rằng cái tâm lành này nó do duyên mà có rồi đó, nó để cái quả lòng hai này mình được làm trời làm người thì cái quả trời làm người đó cũng có rồi. Cái tốt nhất chính là không có còn gì nào, không tiếp tục sanh tử nữa. Tuy nhiên tôi vừa quả nhân duyên nhưng phải ra bằng lòng, tại vì cái quả lòng nó sẽ phương tiện để mình đi. Okay. Giống như bây giờ mình tối ra biết mình nấu xong rồi đem đi đâu, mà nấu xong rồi là đem luyện bỏ, nhưng mà bây giờ có ăn có té không có dùng lá rồi nấu lên cái đường tương tự. Quý vị mình thấy cái đoạn té của quý vị ướt mắt, bên Mỹ mà ở ủy ban nào mà nóng nóng mà một trò chuối của mình nghị sĩ hèn quá hèn té mà làm cái túi lá túi cái gì chứ mùa là ký là 15 đô la, lái chuối 1 ký 15 đô la, cho nên mình mở ra người ta đối cài, họ mới lấy giấy tờ, tại đặt ra, rồi mới lấy lá lót như thế nào, bỏ căng một lá nữa đó, nó vừa đủ nó ôm cái yêu đủ ôm để nó bóp căng ra. Chỉ vậy thôi, mình phải là nhầm hết. Hướng thì nó là sự mình đơn giản rồi. Rồi mới lấy cái bước bọc cho đủ thôi. Mới ra biết được cái đường sĩ là họ đi với tôi về đường điện đó ra. Lúc mà tôi đã đi về nhà cháu của Thái Quang, họ phải ra hồn hồn. Còn lá chú lá chú mới là xả tươi á. Như vậy này là tôi sẽ được ra máy biết xả tươi. Mà nó xả quý đến mức mà mỗi lần đem ra nó ho nước kỹ kỳ giúp xả vào cái mương rồi lựa lên xả như vậy, mà không xả lấy gì mà xả hiện giờ tôi đi rồi tôi tưởng tôi còn đâu khoảng năm còn năm còn chẳng hạn tôi tưởng nó tới vào nhà tôi còn xả tôi kêu là xả chắc chi tôi không biết mà nó nói chi thì tôi áo biết gì nó chắc gì tôi qua người có ký thì đem theo nguyên lắm xả là một nha, lá chuối có cái đu đủ cái kinh đủ sắc mà nó thè ba lần đó bào ra một cái cho tôi chua đồ thèm thèm đó, rồi cuối cùng nó có cái lòng lấy cả đó bào ra cho dâm vô vô bài hai nhắm mắt tử sống ghê vậy đó. Nhưng mà không được tốt nhân dân là những người xa xứ người quý vị bỏ nó có sợ chua ăn cà rốt bào nó còn sao vì nó còn nặng chanh bỏ cái nước cống chua như lời bài mà coi như nó bổ nó lên thuốc mà cái ông này mà sống mà chả ngon với chả có cái gì bởi vì không thấy ngon còn ta làm cái người đã làm không ngon để đi làm rồi có những cái vừa ngon vừa làm trong bảo cả đó này cái thời gian này vừa làm vừa ngon, và dĩ nhiên là bị khó mình vào mình hơi bỏ chấm bỏ chanh gì rồi cho rau ra đi cũng nó bán một cái đó thì mình đang bị khó mà cái máy của mình nó cũng như là không
chúng ta đang làm bao gì? Là xây dựng cái mới, nâng cấp cái cũ và đang quyết định là xây lên để rồi bạn nha. Thì cứ nhớ ra câu chùa đêm nay để nhớ là mình phải có cái mới để mình xây và mình phải có cái cũ để mình nâng cấp và trên hết cái cũ cái mới không có nào bờ. Các bạn biết xây lên để thành Phật rồi thành Phật. Thì nghĩ đến nữa là không xong. Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni hành ba la mật tu pháp lành và luân tập công đức suốt bao nhiêu là các kỳ. Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni tu tu cái gì tôi biết là không xong. Bao nhiêu lần móc mắt cho Bồ Tát, bao nhiêu lần đã sinh thành cho nguyên sinh máu cho sinh giác mạc bổn mạc thoát ra cho biết bao nhiêu kiếp. Có những lần tính sinh con sinh vợ mẹ cho, có những lần mẹ đang nhào vào đó thấy những đám cư dân chạy loạn tới mẹ kêu lên hết toàn quyền rồi mẹ dắt đợi con đi ra mẹ cúi lại một cái ao nhỏ mẹ đã làm chỉ không biết là một cái gì nha. Và cái này nó có những kiếp mẹ nói ai cái gì ta không cho. Có một người đến nói bây giờ tôi có cần giết nhà, tôi cần chú giết nhà, tôi cần nhà làm thôi lại tôi được không nhà được. Và chú đề xuất kia là làm công việc gì mà mẹ không biết gì nữa, không biết là công việc gì, cuối cùng là công ty quả mẹ rồi về đóng cước thiên rồi được người ta thành xuống sống sung sướng được cái 29 năm. 29 năm còn ngay cái ngày cái con đầu lòng chào rồi thì ngày bỏ không ngày đi băng mình bờ xuống cho sống còn kiếp trai buồn và nói là tri đi trong rừng cháu núi thẳm ngày nắng thì thôi mình trần buồn trong nắng mà đêm lắm thì nắng mình đi xuống xuống xa mình vậy cuối cùng bỏ không có cả quay về với con người của đạo thành Phật chủ thế vô năm năm rồi ra đi rồi mà ta cứ tụ ở một góc rừng nghèo lắm thì chỉ phải chuyện lên đến rồi ta tu báo nhiếu là tám việc gì mà cuối cùng khi mà thành Phật rồi ngày ngày ở bán tiến sinh mà chúng ta thương với cho ăn có nghĩa là chịu những dưới lời con đó. Các vị có biết rằng các nhà sĩ học hôm nay họ nói rằng với những cái áp nạn mà ca các chịu chỉ cần ngày chia mà một nửa chết dịch rồi biết không? Có biết gì đó không? Tử, nó lại nói một lần. Trời ơi, các vị biết bên Thiên Chúa, tôi gặp một đứa bé vừa vừa ở đó, ai biết Chúa nó như đa. Còn bên mình nghe nó nói thì không biết. Là cái bỏ con như bổ mẹ thì nhớ. Người ta nổ cũng là giả ăn bầu, người đi qua trong ngày. Hôm nay có một sư biểu dụ đó là tàu cao. Có cái bỏ chùa này nhảy đi là bỏ tướng này về luôn rồi có chưa là thêm người cũng giết chắc cả cả rồi đi đi ở trong rồi đang đi rồi lăn phá giết cũng cũng cắt rồi chưa hết mới ra 7 ngày tuổi thì một con mẹ rồi 37 tuổi thì cha mất rồi em vợ thì đi giết mình biết là ai đó vì nghĩ ta rồi con của ngài mới 5 mấy tuổi chết ngài đó là cho đạo như là tên nó là đời kêu chết cho nó gọn cái gì nhé rồi thì cái 5-6 tuổi đó trước khi ngài tên là mấy người mà thanh khổ nhất của ngài nắm tay nhau đi sạch biết đó để các thí chủ là cấp đạo chết vua ba tư nặng chết bà cô ta mi là gì ruột mà uống mất chết bà gia chu đà ra chết ngày khác là có một chuyện đi đó đi giữa coi như là ai chân gốc rễ cành lá gì mà vỡ đủ nhau chết cả tuổi già đã như tuổi vẫn như phố mà thì chưa tham tá mà cái là 45 năm chủ thế một trò chuyện khổ trung ngày biết hết nhưng mà lần sai rồi là họ
mà các vị biết khi mà các vị làm phước mà bằng cái tâm thái nhiều cái là thả đi mà lòng kéo kéo hay là thả chim thì cái kiểu đó không phải là gặp khô được không? Thì tu mà cái tâm hẹp làm lành cái tâm hẹp thì công đức nó bị hạn chế, mà phải làm phước cái tâm thả chim á thì công đức nó còn được. Vì sao? Vì thả chim làm cho chim về với bao la, mà nếu thả chim về bao la thì công đức nó mới là bao la. Còn nếu bạn làm phước mà cho nên gặp cái việc hỏi là thấy nhiều hay nhiều, mà cái mặt thế nào cũng còn bán khá nhiều mà, và cũng đó cũng dây luôn lên. Các vị biết là lên chùa là nó là cái việc gì? 100 đồng bố thí công khai dễ hơn là 10 đồng tất cả mọi việc. Ví dụ như chùa đang xây cái tầng, mấy bà mà nhiều bà nữ vô vào xin việc, thiếu đủ thì cho biết nghe là như là đi. Còn nhiều bà đó còn phải là tranh ngày như chưa. Còn cái bộ phận kinh nghiệm nói là xấu hổ, tập đi thì không có sao. Họ cũng con thơ cho mình á, mấy người cũng là tranh tình đành, có nhiều mấy người cũng đi mà có nhiều lắm. Như nhà ông Bạc Lê Phúc Sơn á, mà sẵn thư khen, cái pháp thì đi nguyên cái bao, có kiểu khốn nát cho đùa. Thì tôi về lúc đó, cái pháp mình khốn nát, tôi vô Lê Phúc Sơn, cũng giao bằng tình đành, cháu tôi về tôi mới hiểu tại sao đó là vì những người khốn mà ao ạt nó còn làm giả, mà nó còn hai cái đồng không hết. Anh nghe, anh nghe lời mà không xài đâu, cái lời khốn mà khốn mà kín đáo mà nó cũng không có nhiều, mà những người khốn công khai cũng nhiều nữa. Tại vì sao? Vì ai cũng khốn cả thả nhiều mà, cho nên nó không có quy định thế này. Thì cái pháp này là cái này là không nhận tiền lẻ, thứ hai là gì? Chỉ định cho được đi lâu trong suốt. Do phải quy về cái cha một người nói
cho nên giáo lý còn rất là mình tùy vào khả năng tiêu hóa của mình mình ăn được bao nhiêu món. Ngài có sữa cho trẻ em, có ăn cho người lớn và có đồ mềm cho người đánh trà, nhưng mà chúng ta là bị một con tử như ghê bắn ra uống cười, cái gì tập